bạn tham gia phần 3 của hướng dẫn cơ bản. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách đánh bom hiệu quả. Bạn đang điều khiển máy bay ném bom. Để tránh hỏa lực của pháo phòng không và máy bay tìm cách đối phương, bạn nên bay ở tầm cao. Sử dụng tầm ngắm giúp bạn ném bom dễ dàng hơn. Bạn có thể chuyển hướng các góc nhìn khác nhau. Bạn cũng có thể chuyển trực tiếp sang tầm ngắm. Hãy thả bom xuống sân bay. Số lượng bom được hiển thị tại góc phía trên. Máy bay ném bom thường là mục tiêu truy đuổi của máy bay tìm cách đối phương. Tháp súng trên máy bay có thể hỗ trợ bạn để tự bảo vệ. Ngắm mục tiêu theo góc định hướng và nhấn chuột trái để bắn hạ máy bay địch.